Chào mừng các bạn đã cùng nhau quay trở lại với channel Given Hôm nay mình làm clip này để chia sẻ với những anh em mà đang có ý định mua bàn phím mới Các bạn trước khi mua bàn phím mới chắc chắn phải xem các clip này Xem mời Đầu tiên khi anh em đi mua bằng phím mới thì mình nghĩ là các bạn không nên quá chú trọng và sử dụng cái yếu tố độ bền trong thông số để mà quyết định là có nên mua hay là không Thì rất là nhiều người họ kêu là phím này giữa bấm được 20.000 lần hay 50 triệu lần gì đó thì họ sẽ quyết định mua cái có con số cao hơn chẳng hạn Nhưng mà đôi khi nó thực tế sử dụng không giống như vậy đâu anh em có ba yếu tố làm nên cái chuyện đó thứ nhất đó chính là về lực bấm của tay mỗi người là khác nhau lực bấm nó còn tùy vào cách bạn ngồi tức là bạn ngồi cao hay ngồi thấp rồi bạn sẽ úp phím như thế nào hay là ngón tay như thế nào nữa vân vân nên là nó rất là ảnh hưởng chẳng hạn như bây giờ có người sẽ bấm có người bấm như thế này bấm rất là mạnh nhưng cũng có những người họ bấm bình thường thôi đấy các bạn mà đã từng trải qua cái thời kỳ mà chơi audition sẽ từng biết là ở ngoài tiệm net có những cái bạn nữ ấy, chơi game mà kiểu nó là một cái khái niệm hoàn toàn khác cho nên là cái chuyện mà quan tâm quá về độ bền mình nghĩ là cũng không cần thiết thứ hai đó chính là về cái chất lượng môi trường của mỗi người là khác nhau có người thì ở một cái căn nhà nó không có quá nhiều bụi nhưng có người ở một căn nhà nó rất rất, rất là nhiều bụi chẳng hạn như đây các bạn thấy này đây là chiếc bàn phím mà mình để ở nhà mình thì các bạn thấy là nó bụi kinh khủng tại vì nhà mình là kiểu như các bạn đã xem ở trên cái kênh tài phèn vlog rồi đó nó sẵn tiền quảng cáo luôn thì các bạn có thể thấy là nhà mình nó là một cái khối nó xuyên suốt từ trên xuống dưới ở dưới có cái đường luồn nữa nên là bụi rất là nhiều và đây các bạn thấy đi con bàn phím mình rất rất là dơ nhưng mà khi mình sử dụng ở công ty thì khác nha đây đây là con phím mình sử dụng ở công ty các bạn thấy là nó ít bụi hơn rất là nhiều nó không bụi như ở nhà mình Nó là tại vì sao đó là vì chất lượng môi trường là khác nhau và thường ha thì các cái lỗi double click ở trên switch bấm có thể là chuột có thể là phím thì thường đến từ việc nó lọt bụi vào trong cái kẻ switch tức là ở ngay cái chỗ tiếp xúc á, cái điểm tiếp xúc của cái switch bấm á, nó bị chèn bụi vào trong nên dễ gây ra cái hiện tượng là double click không mong muốn vậy nên nó là thực tế cái việc môi trường sử dụng nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều và thứ ba đó chính là chúng ta không nên quan tâm quá nhiều về cái chất lượng độ bền Đó chính là bởi vì đây là đồ điện tử anh em Đồ điện tử thì luôn luôn có rủi ro xảy ra lỗi Cho dù người ta có cam kết cho các bạn là 20 triệu lần hay 50 triệu lần Thì maybe một ngày nào đó các bạn đang sử dụng nó có thể chết bất cứ lúc nào Có thể là chết led, chết phím hay là nó thậm chí là bị double click thì các bạn khi này đều có thể hư hỏng tại vì nó là đồ điện tử mà không ai biết được chuyện tương lai nên là cái quan trọng ở đây đó chính là các chế độ bảo hành của từng hãng nó là như thế nào tức là nếu như các bạn muốn sử dụng lâu dài hãy chọn những con bàn phím hoặc là chuột có chế độ bảo dài bảo, bảo hành nó lâu hơn một chút có thể là 24 tháng có thể là 36 tháng sẽ giúp cho anh em yên tâm để mà sử dụng hơn và thứ hai khi anh em đi mua bàn phím thì làm ơn hãy lựa chọn những cái phím bấm nó đại trà À, mình không muốn uh, nhấn mạnh vào bất cứ một cái uh, đơn vị đâu cả Nhưng mà tuy nhiên nói thật, đối với mình, switch Romaji ở trên Logitech Là một sự không thành công đối với họ và mình nghĩ là họ cũng biết điều đó Cho nên là họ bắt đầu chuyển sang cái loại switch thông thường rồi Nhưng switch Romaji uh, ở đây thì các bạn thấy đây Con phím này là cái con phím mà mình sử dụng ở trên công ty Và hiện tại nó đã bay rất nhiều keycap đó, Mình không phải là cố ý để cho các bạn thấy là keycap nó lỏng chởm như thế này đâu Nhưng mà thực tế là nó bị bay thế là nó bị mất đi và rất khó để các bạn có thể mua keycap cáp thay thế cho cái này tại vì cái cái switch này các bạn thấy nè cái cơ cấu nó khác so với là những cái loại switch như đến từ cherry cái stem của nó ở giữa nó không phải là có một cái lỗi stem mà nó chỉ đơn giản là có bốn cái lỗ để các bạn có thể gắn cái keycap cáp vào trong cái ngàm đây đây là một trong số những cái keycap cáp mà mình muốn show cho cho các bạn coi luôn đây thì các bạn thấy là cái phần kia cáp ở trên tay mình á, nó có bốn cái chân nhưng mà gãy mất hai cái vì thì hai cái đó đang nằm ở đâu hai cái đó đang nằm ở trong chính cái switch bóng này vậy nên là khi mà các bạn gắn vào nó sẽ không còn chắc nữa và việc mà thay thế switch hay là thay thế keycap cáp cũng rất là khó một cái bộ kia cáp của logitech romanchi như thế này mình xem á, thì chỉ có thể order qua amazon thôi và một cái bộ như vậy cũng rất là đắt cho nên là anh em cần phải lưu ý khi mà đi mua cái bàn phím nên lựa chọn những cái loại switch mà nó đại trà một chút nó đa dạng một chút như là những cái switch đến từ Razer nè hoặc là switch đến từ Cherry nè các bạn đi thay rất là rẻ mình nhớ là tiền switch thì đâu đó mười mấy ngàn một cái và khi mà bung ra gia công thì họ lấy tiền công là khoảng 100 trăm ngàn một lần thì tính ra nếu như các bạn thay hết tất cả switch hoặc là các bạn thay một vài nút bấm thì bezel kia, nó cũng không có mất tiền chỉ rơi vào khoảng đâu trăm rưỡi thôi nên là mình nghĩ việc anh em lựa chọn một cái switch nó đại trà là cần thiết và yếu tố thứ ba khi các bạn đi mua bàn phím thì các bạn đừng thật ra đừng thì không đúng nhưng mà đây chính là cái suy nghĩ của chủ quan của mình nữa nha cá nhân mình thôi thì có hai loại người trên thế giới hiện tại, những người đi, đi mua bàn phím đó có hai loại người. Người thứ nhất là người quan tâm về cái chất lượng trọng tâm của sản phẩm và người thứ hai là những người quan tâm về những cái yếu tố bổ trợ làm nên sản phẩm. Thì đối với mình mình là cái loại người đầu tiên, tức là đối với mình bàn phím thì phải gõ tốt cái đã. Đó chính là cái tiên quyết. Còn những cái tính năng bổ trợ là gì là những cái thêm tắt vào chẳng hạn như là LED RGB, chẳng hạn như là cổng USB gắn ở trên bàn phím chẳng hạn như con này đây. Đây. Đấy chẳng hạn như cổng USB gắn trên bàn phím hay là à, cái việc mà phím có thể hiển thị LED vân vân và mây mây đó là những cái đối với mình là không cần thiết hay chính xác hơn là mình cần nhất đó chính là cái khả năng gõ tốt thì đối với mình khi đi mua bàn phím mình hay như thế tại vì có thể là mình là kiểu người thích tốt gỗ tốt nước sơn còn không biết là anh em như thế nào anh em có thể comment lại cho mình biết là à, bạn thì thích cảm giác gõ tốt hay là thích những tính năng bổ trợ như mình thì mình sẽ thích cái bé đầu tiên hơn thế đó là mình đã vừa chia sẻ qua cho các bạn về ba cái điều mà mình sẽ lưu tâm nhất khi đi mua một cái bàn phím đương nhiên là bàn phím hiện tại thì giá nó cũng rất là rẻ rồi bàn phím cơ không phải như ngày xưa À, với lại cái mức thu nhập của anh em ngày ngày cũng càng cao cho dù là các bạn là học sinh sinh viên hay là những người không khá giả mấy thì cũng có rất là nhiều những các bạn phím phù hợp với anh em link của những các bạn phím thì chắc là mình sẽ để phía dưới mô tả này các bạn có thể click và để mà xem thêm ngoài ra thì ở phía dưới mô tả của video clip cũng có để cái link uh, youtube cá nhân của mình là youtube tài khoản vlog các bạn cũng có thể qua bên đó để mà subscribe cho mình còn bây giờ thì xin chào hẹn gặp lại chúc anh em có một ngày vui vẻ